Hôm nay mình sẽ học và nghe một cái bài nói về cuộc sống của một người cầu thủ bóng rổ tên là McShane. Thì các bạn chú ý những cái từ mà sẽ diễn giải. Today I'm making probably about six or seven eggs, about six pieces of toast with some peanut butter and jelly. Hôm nay tôi làm khoảng 6 hoặc 7 cái trứng và khoảng 6 miếng mì nướng với một ít bơ đậu phộng quẹt. Nothing better during finals week than to get up, cook yourself a nice homemade breakfast, get the day started off right. Không có gì tốt hơn trong cái tuần chung kết hơn là cái việc thức dậy và nấu cho mình một cái bữa ăn sáng tự làm và bắt đầu một ngày đúng cách. Nothing better during finals week than to get up, cook yourself a nice homemade breakfast, get the day started off right. Let's see how it tastes. I love cooking my own meals. Để coi cái này ngon hay không. Tôi rất thích thử đồ ăn. Let's see how it tastes. I love cooking my own meals. Feeling pretty stuffed, so I'm gonna go get horizontal in my room on the bed, watch some game film of our last couple games. Tôi cảm thấy khá no rồi đó. Giờ tôi sẽ đi băng ngang qua cái phòng của tôi và trên giường và xem trận đấu của cái trận đấu trước đây. Feeling pretty stuffed, so I'm gonna go get horizontal in my room on the bed, watch some game film of our last couple games. Just got here for practice, gonna get some treatment, get my ankles taped, and help lead the team to another great practice. Let's do it. Mới tới đây để mà tập luyện. Giờ bắt đầu mình sẽ trị liệu một ít băng băng cái mắt cá lại và giúp đội của mình làm một trận thực tập tuyệt vời. Let's do it. Bắt đầu thôi. Just got here for practice, gonna get some treatment, get my ankles taped, and help lead the team to another great practice. Let's do it. One of the rules that coaches has that everybody needs to be taped or braced for practice, and the purpose of that is to protect their ankles. Một trong những cái luật mà những cái người huấn luyện viên có là mọi người đều cần phải băng cái chân lại. Thì cái mục đích của việc này là bảo vệ cho cái mắt cá của bạn. One of the rules that coaches has that everybody needs to be taped or braced for practice, and the purpose of that is to protect their ankles. So we're taped, now we're gonna go get dressed and head up to practice. Đi thay đồ, get dressed và tập nhiệt thôi. We've got about 15 minutes till practice starts. Giờ mình có khoảng 15 phút cho tới khi mà cái thực tập bắt đầu. So I'll just kind of get loose, warm up, do a bit of dribbling, get a couple shots up, and then have a good practice. Mình sẽ khởi động vận động sơ sơ lên chút, dồi bắn một tí, ném vài trái và thực tập cho nó tốt. It's been a productive day here in Corvallis, and now I'm back home. Đó là một ngày rất là năng suất ở Corvallis, cái chỗ sân luyện tập này. Và bây giờ mình trở về nhà lại. It's been a productive day here in Corvallis, and now I'm back home.